Liên tục chương trình biểu diễn buổi tối ngày hôm nay, sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, giao lưu và làm quen với một bạn nhỏ khá là xuất sắc. Và xin mời lên sân khấu bạn Trường Giang. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Vũ Trường Giang. Năm nay mình đã 11 tuổi rồi và hôm nay mình rất là vinh dự bởi vì được đứng đây biểu diễn cho mọi người nghe. Vâng, và hôm nay mình sẽ biểu diễn 4 tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất tên là tác phẩm Sarabande của ông Serapion Bach khi ông còn ở Paris. Tác phẩm thứ hai là tác phẩm Etude của Heller. Tác phẩm thứ ba là tác phẩm Sonate của Kurlau dựa trên vở kịch Thema Rossini. Tác phẩm thứ tư là tác phẩm Vals của ông Chopin, nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới.
cảm ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn và trật tự để lắng nghe tôi chơi. Vâng, và chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc để đón một năm mới.